Huỳnh à, hôm nay tiểu muội lên đây á là dù có thích hay không á đều bấm nút hết á, nên sư Huỳnh nhớ điều đó nha. Tôi mới giờ tôi khen cô này tôi chê nữa, nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta. Thôi mình giới thiệu về mình cho bạn nữ bên kia biết đi. Em tên là Long, năm nay em 26 tuổi. Em là quản lý bán hàng ở bên một công ty thuốc lá. Quê em ở Thái Bình và hiện tại nhà em ở Đồng Nai. Và em đang làm ở Long Khánh. Quê Thái Bình, Đồng Nai làm Long Khánh. Mời em giới thiệu. Em tên là Vương Ngọc Trang Đài. Năm nay em đã được 52 tuổi. Ngược lại chị. Ngược lại anh. Hiện em đang là giáo viên của trường trung học thực hành Sài Gòn. Chỗ ở hiện tại là ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 11 ạ. Chỗ quận 11 xuống Đồng Nai xa không? Gần lắm ạ. Khi có tình yêu thì đường không có xa đúng không bạn? Dạ. Mà em cũng đang làm ở dưới đó nhưng mà cũng sắp chuyển công tác về Sài Gòn đó. À chuyển về Sài Gòn vậy là tốt rồi, chuyển ngay quận 11 luôn nha tôi nha. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi. Một mối tình, bao nhiêu năm bạn? Là 5 năm. 5 năm? 5 năm? Mối tình dài đấy. Dạ. Rồi, bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có tính tình đơn phương không chị? Em muốn tính sao em tính? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương luôn là 3 mối tình rồi chị. À không, bạn nam bên này rất là nhiều chị. Vậy á hả? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, thứ nhất là sẵn sàng chia sẻ với em. Tại vì những cái gì mà em suy nghĩ nó đều hiện sẵn trên khuôn mặt của em rồi. Nên những bạn nam của em cũng muốn mong muốn là nếu mà anh ấy muốn gì thì anh ấy hãy nói thẳng ra, anh ấy không có mập mờ. Vậy thì hai bên san sẻ với nhau thì dễ dàng để mà sống chung hơn, rồi cũng tiết kiệm thời gian để làm được nhiều việc khác thay vì cứ giận nhau hoài. Ừ. À, bạn trai mình cảm giác như thế nào với những chia sẻ của bạn gái vừa rồi? Dạ, đối với những cái chia sẻ của bạn gái thì em thấy cũng phù hợp với tính cách của em. Tính cách của em rất là thẳng thắn và quan tâm chia sẻ với những người thân trong công việc hay cũng như trong xã hội. Em muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái là có duyên là được. Ngoại hình không quan trọng lắm, mà ví dụ như cao từ 1m55 trở lên là được rồi. Rồi, như vậy rồi là được ha. Bạn trai có vẻ là dễ tính á. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút. Đặc điểm tính cách của em là có hai đặc điểm nổi bật nhất. Thứ nhất là nhoi, và thứ hai là thích phiêu lưu. Nhoi có nghĩa là em không bao giờ ngồi yên lặng, trầm tĩnh được trong vòng 30 phút. Lúc nào em cũng phải kiếm việc để làm. Còn nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Còn thích phiêu lưu là em rất thích đi phượt, đi chơi với mọi người, với bạn bè. Tuy nhiên đi phượt một mình cũng là một cái thú vui ạ. Bây giờ đi một mình nhiều chưa? Dạ, em từng đi phượt một mình qua Hàn Quốc ạ. Cũng hơi liều một chút nhưng mà cũng có rất là nhiều kỷ niệm thú vị ạ. Bạn trai, mình có thấy bạn gái bên này có vẻ hơi mạnh mẽ đó, bạn có ái ngại gì không? Dạ, không sao đâu ạ. Em cũng thích một người như vậy. Mình có tài, cái biệt tài gì đó không em? Hát hả? Được, nào hát bài vui vui rồi. Đọc rap đi. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em chẳng thể phải phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì em xa em quanh anh chỉ còn là bóng tối. Chờ một ngày mãi chờ, chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Con đường dài, con đường dài, con đường dài lắm, con đường dài lắm. Đếm tới đếm 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi. Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai? Bao ngày thật là dài khi không có em bên cạnh. Anh cảm thấy giấc giá lạnh, mà làm sao em yêu hiểu thấu khi mà có duyên mà. Có duyên, dễ thương mà. Ồ, có đồng tiền nữa ta. Hai mươi lúc đồng tiền nữa ra. Tôi khoái với người nào có đồng tiền giống tôi, răng khểnh ta. Ghê ghê ghê. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì chắc là khi ngủ thì em hay nói mớ thôi. Ê, cái này giống em nè anh. Em nói mớ mà bạn em chùm ai cũng biết hết luôn á, biết tiếng luôn anh. Đâu đang nói gì, thí dụ như bên đây ngủ nói gì? Thí dụ em như... không biết. Em không biết. Sao vậy, sao em biết em ngủ em hay nói? Bởi vì là những cái người ở ngủ cùng với em. Ai ngủ cùng với em? Bạn học sinh viên cùng phòng. Rồi tụi nó kể sao, nó nói em nói gì? Là, ví dụ như là ban ngày mà đi học tối về đi học tiếp. Hay là ví dụ như em đi làm bây giờ em đi gặp khách hàng, tối đi gặp khách hàng tiếp. Bạn em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có gia đình á là không ngoại tình được.
Ban ngày có gặp ai thì tối là khai hết. Hay, nghe vụ này cũng hay à. Còn em mới sao? Em mới sao? Dạ cũng gần gần như bạn, như anh ấy bên đó. Thì ví dụ ban ngày em chuẩn bị thi speaking thì ban đêm em sẽ nói lảm nhảm gì đó bằng tiếng Anh, nhưng mà mọi người không ai hiểu hết trơn á. Hoặc là đôi lúc lâu lâu suy nghĩ cái vấn đề gì trong ngày thì ban đêm thì em cũng suy nghĩ lại. Cũng nói mớ luôn. Hai chồng là tối nằm ngủ mạnh ai nấy nói. Người nói người dịch. Anh bên đây rất là dễ thương, nhẹ nhàng, có thể chiều chuộng em được. Đúng em không thích gì ở người đàn ông? Hút thuốc lá ạ. Thật ra thì ba em hút thuốc lá, nhưng mà mỗi lần ba em hút thuốc lá thì đi ra ngoài. Và ba em rất là tôn trọng không khí trong gia đình, tôn trọng mẹ và tôn trọng các em. Nên cái việc đó thì cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên một ngày hút một điếu thôi, không quá nhiều. Đúng rồi, hút thuốc nhiều có hại sức khỏe. Còn không thích gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, vậy đơn giản quá. Em có đáp ứng nhu cầu được những cái điều mà bạn gái vừa mới đưa ra không? Dạ, được anh ạ. Nhớ nha, bên đây nguy hiểm lắm đó nha. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em có đi với cả ba người bạn. Em thấy bạn gái bên cạnh này nè anh Long, dễ thương, rất là duyên và rất là dịu dàng. Đó là một trong những cái tiêu chuẩn của anh Long. Ồ, chị thấy nhoi lắm mà. Như thế là tính cách em thấy là năng động và cũng rất là phù hợp với anh Long. Và xin chia sẻ với bạn nữ một chút, anh Long là một người sống rất là chân thành, sâu sắc và rất là cầu tiến. Rồi, bạn gái có đi với người thân nào không? Dạ, em mời chị đồng nghiệp với em, chị Liên ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Cát Tường. Chị thấy sao? Tình hình hai bên hợp với lý không? Anh dạ, nãy giờ nghe thì thấy hai bạn có vẻ rất là hợp. Chắc chương trình cũng khó khăn lắm để tìm được một cặp như thế này. Hai bạn có điểm chung đó là cả hai người có vẻ rất là thẳng thắn, nhiệt tình. Trang Đài thì là ở cơ quan là một người được ban giám hiệu rất là thương yêu, đồng nghiệp rất là quý mến và học sinh nó cũng rất là thương. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau đó, có mọi người tư vấn hết rồi. Quan trọng là mắt nhìn mắt ha. Dạ, xem ăn thua mình thôi ha, ăn thua cảm xúc của mình thôi. Cảm ơn. Có thích trai đẹp không? Dạ có chị. Có chứ, ai bảo thích đúng không? Đúng rồi, rồi. Bắt đầu. Một chàng trai hết sức dễ thương, xoay lại sau lưng chứ nhìn tôi làm chi trời. Anh có món quà tặng em. Cái tặng cũng lạ đó, bất ngờ đó. Thay vì tặng bó hoa này tặng nguyên chậu kiển. Bó hoa về nó héo anh, chậu kiển nó có thể nuôi chăm sóc nó sẽ được lâu hơn. Em trai em rất là giỏi chăm sóc chậu kiển ạ. Chăm sóc một vườn hoa trước nhà luôn. Tặng em để em chăm sóc chứ tự nhiên đưa em trai em chăm sóc. Dạ tay em nó rất là nóng, mẹ em bảo vậy, tại vì em đụng cây nào là chết cây đó. Rồi hai bạn có thể nhìn nhau nói chuyện đi. Là cái ấn tượng ban đầu của em về anh như thế nào? Thì anh cũng dễ thương. Nhìn chung là ổn. Cảm ơn em. Thì em có vẻ là một cô gái cũng có sự đa dạng về tính cách. Vừa đa dạng về tính cách có nghĩa là ban ngày em dày, ban đêm em trở thành một người khác. Không phải, có nghĩa là trong những môi trường khác nhau thì mình sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau á. Ví dụ như lúc mình là một người năng động, như lúc khác mình lại là một người rất là điềm tĩnh. Nói gì dài bị bắt bẻ, tao nói ổn, em ổn rồi được rồi. Anh có đủ tự tin để làm cha của một đứa con gái không? Nếu sau này em có con gái và em cần nó phải tự lập, phải bản lĩnh, chứ không có được dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào, chỉ dựa dẫm vào ba mình thôi, thì anh có đủ tự tin để có khả năng chăm sóc được con như vậy không? Đối với hiện tại bây giờ thì cái sự việc nó chưa xảy ra. Giống như khi mình có con rồi á, thì giống như từng ngày mình sẽ cũng sẽ lớn thêm theo dần với con. Thì anh nghĩ là có thể. Anh cũng rất thích con nít, con gái cũng thích, nhưng mà con trai thì chắc là cũng sẽ thích hơn. Dạ rồi, anh có hỏi gì nữa không? Thì cái ví dụ như là cái mơ ước của em trong cái cuộc sống thì trong tương lai á là hay là như thế nào? Dạ mơ ước của em giản đơn lắm anh. Một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, đạt được nhiều cái ước mong mà em chưa hoàn thành được. Cái đó không đơn giản đâu, cũng phức tạp lắm á. Không, thật ra là chỉ đơn giản là con em phải biết năng khiếu một chút xíu, ví dụ là đàn hoặc là hát hay một chút xíu thôi, giống như là ba em vậy đó, ba em hát hay, còn em là thảm họa âm nhạc. Tại vì trong thế kỷ 21 này nếu mà mình chỉ có kỹ năng cứng không thì không có được, phải có rất là nhiều kỹ năng mềm. Vậy nên con cái nó cũng phải còn học nhiều thứ lắm. Em nói về em hơi nhiều về con cái tại vì em hơi lo xa chút xíu, nhưng chứ không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ. Không, như thế là tốt mà, rất tốt đấy. Thôi nói gì thật là tình cảm với nhau đi. Tình cảm thì hứa, khi nếu mà kết hôn với em thì anh sẽ làm gì hứa cho người ta yên tâm đi. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Thôi mình nói một câu tỏ tình gì đó để có thể quyết định bấm nút hay không bấm nút.
Thôi để em nói cho. Rồi em nói đi. Sư Huỳnh à, hôm nay tiểu muội lên đây á, là dù có thích hay không đều bấm nút hết á, nên sư Huỳnh nhớ điều đó nha. Tôi mấy giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa. Nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta. Ây da, nói như vậy là không có được nha. Ngồi đây bấm nút lên một sự nghiêm túc, chứ không phải được không được cũng bấm mà nha. À, dẫu sao thì lên đây cũng là cái duyên rồi mà. Dẫu sao thì cũng phải bấm chứ. Bấm như vậy á là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha. Khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à. Dạ chắc cũng có thích đó ạ. À. Để em bấm đi ạ. À. Cũng có thích là bấm, còn không thích không có bấm mà nha. Dạ. Nhìn say đắm quá ha. Sao nói câu gì ngọt ngào với cô ấy đi. Dạ. Anh rất có cảm tình với em. Dạ. Cảm ơn anh. Còn em? Em cũng vậy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Giống như những gì nãy giờ anh Quyền Linh với chị Tường nói. Thật sự cảm nhận thấy trái tim mình rung động. Và đây bấm nút là để hẹn hò với nhau, chứ không phải bấm nút để làm bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lý do tại sao mà một cô gái dễ thương hiện đại thế này, năng động thế này, tại sao bạn lại không bấm? Dạ là thì cái cảm xúc ban đầu đối với em á, giống như là nó quan trọng lắm. Khi mà em thích một ai đó thì em cũng là có những cái cảm giác rất là rõ ràng, thì em có thể là tiến tới sâu xa hơn được. Còn đối với bạn thì có thể là làm bạn được. Không sao cả. Chúng ta không tìm đến tình yêu, chúng ta sẽ là những người bạn rất thân thiết. Biết đâu trên con đường đời nó có nhiều cái sự thay đổi thì sao? Bạn gái cảm nhận thế cảm nào? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? À, có hơi hụt hẫng chút xíu nhưng mà không có sao. Tại vì đối với em mà nói thì cái việc mà bấm nút hay không thì có vẻ anh ấy rất là quan trọng. Đúng. Đối với em thì cũng quan trọng, nhưng mà em còn có một số điều mà ảnh hưởng tới việc em có bấm nút hay không. Bởi vì khi mà lên đây quay phim á, nó cũng sẽ được lên YouTube nữa. Mà lên YouTube có nhiều ảnh hưởng lắm, nên tốt nhất là em nên chọn biện pháp an toàn. Cho dù lên YouTube hay là không lên YouTube, khi chúng ta bấm nút là chúng ta lựa chọn một điều hết sức thiêng liêng. Chúng ta không thể đùa với chuyện đó được. Nếu chúng ta yêu thương thực tình. Tôi hôm nay công nhận bạn trai rất là bản lĩnh. Bạn có cái hay của bạn, bạn rất giỏi, bạn rất là năng động. Cái điều là không ai có thể không nhìn thấy được. Có thể nói là nếu bạn này không bấm nút ở câu lạc bộ online, chúng tôi sẽ có nhiều bạn bấm người, nút người, bạn. Nhiều người nãy giờ xem họ sẽ bấm nút bạn. Ví dụ vậy, họ sẽ kết bạn với còn bạn. Còn bạn trai vậy cũng sẽ có nhiều bạn gái đồng ý bấm nút với bạn trai. Tại em là một single mom ạ. Em cũng có gia đình. Em không chửi người ta, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Làm việc nhà gia đình làm được hết, nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Em và anh đến với nhau á thì con của em có phải là trễ ngại với anh? Chắc chắn là không phải gánh nặng rồi. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Em rớt thì là bạn mới nữa. Rồi, ngồi đi em. Ta xin mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào chị Hồng Nhân. Em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Em sinh năm 91. Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ, em là hiện là giáo viên mầm non. À, giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em tên Trần Minh Quang. Quang. Dạ, tên Quang. Sinh năm 86. 86, Quang làm gì Quang? Dạ, em bên làm sale. Buổi sáng, buổi chiều thì về làm phụ bên thẩm mỹ viện. À, rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ. Trời Quang ơi, ở đâu? Tiền để đâu cho hết Quang dạ. Ơi. Dạ, em ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Em nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em á thì nói chung là em hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên. Còn nhược điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói nữa chị. Dễ quên, ít nói mà nóng tính hả? Hơi nóng tính và hơi ít nóng nói tính. Hơi nóng tính. Cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên. Nhưng mà nóng tính nhất là em làm gì? Ai chọc tới em, nhiều khi em nóng quá, em không chửi người ta. Nhưng mà em bực, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Có đập đồ, đập đạc, chọi đồ, chọi đạc không? Nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình tức quá thì mình chọi đại cái gì đó, cho đỡ tức thôi. À, lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không? Em nữ công gia chánh giỏi không?
Dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về, thì em nấu được những món đơn giản thôi. Cái này là em làm hả? Dạ em tự làm á. Vậy là giỏi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em ưu điểm là làm việc nhà gia đình làm được hết, rồi cũng biết nấu ăn, rồi mở quán bình dân thì cũng được. Mở quán chưa? Dạ mở rồi. Mở rồi quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm. Nhậu rồi. Thì nhậu dữ không? Em cũng uống lai rai thôi. Lai rai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Em có tật xấu gì không? Em cũng chắc cũng nóng tính rồi, sợ độ cao rồi. Em ơi, em lúc mà xỉn á, em có hay bị mất kiểm soát không? Dạ không, em kiểm soát được. Nhưng mà cái thời lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất. Mất là sao? Lúc mà mất kiểm soát là sao? Mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó, nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi, ví dụ như 20 mình ngã nhẹ vô cái lề đường hay gì đó. Rồi đi về nhiều khi mình quên mình đi vệ sinh mà mình quên, mình có thể như đi vệ sinh sai chỗ. Ví dụ sai chỗ, ví dụ. Dạ như là đi vô phòng tắm thì thường là nó có cái đèn sáng, thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh. Thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh. Là tức là thể quên tè vô tủ lạnh luôn. Dạ dạ. Thỉnh tè vô tủ lạnh đó. Thôi bây giờ là mình nói chút xíu về được tình duyên đi bên đàn gái. Chào em. Dạ, gái. Dạ em chào anh. Ồ, dễ thương quá. Được tình duyên em thế nào? Dạ thì hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Sinh viên mơm hả? Dạ. Bé trai bé gái gì cơ? Dạ em bé trai 5 tuổi rồi. 5 tuổi bé trai 5 tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ em bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân. Là ở với nhau khoảng 1.5 năm. Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mới cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ tại hồi đó bạn này là bạn hồi cấp 3 với em. À dạ. Tức là biết trước rồi. Dạ biết trước rồi. Nhưng mà có đứa con rồi dạ. Bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À dạ thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi định. Anh hiểu rồi. Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Tình duyên em cũng có gia đình. Có luôn hả? Dạ em bé trai gần 2 tuổi. À mình lấy vợ mấy năm? Hơn 2 năm rồi ly dị. Dạ ly dị. Con rồi. Ở với ai? Con ở với mẹ, nhỏ theo mẹ, mình phụ cấp. Phụ cấp. Dạ. Ủa em ơi, như vậy có nghĩa là hai bạn là cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ rồi. Luôn mà đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó. Vậy là em có ngại về bạn gái bên đây là single mom không? Em cũng như vậy cho nên em không ngại. Làm gì có gì ngại, cô bên kia rất là xinh đẹp nha. Anh nói cô bên kia hơi bị xinh đó. Dạ. Chị hỏi em cái lý do mà em với lại cái người vợ của em ly hôn vậy? Thì chắc là do cái tính khí là quá nóng nảy. Em cũng có nóng tính, sau này em bớt lại nhưng mà người đó thì nóng hơn em luôn đó. Có nghĩa là hỏi như vậy để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á thì đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái mong mỏi của em hay không? Em hiểu ý chị không? Đó dạ. Thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không? Dạ thì tức quá mình nói không được mình khóc. Ừ, khóc thôi. Ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào? Điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào? Đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy và phải đặc biệt là phải thương con em. Đúng rồi, phải thương con em giống như con của mình. Dạ, đúng không? Rồi. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Dạ. Đó chị cũng nghĩ như vậy. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai. Có em trai hả? Rồi, em trai thấy em, sao em trai? Em trai bà con. À. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào hai MC với quý vị khán giả ở đây. Em là Nhã, là em họ của anh Quang. Anh em thì em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh. Ảnh thì ngoài thời gian ra là ảnh dành cho hết công việc à. Chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi. Còn tật xấu của ảnh thì em chưa thấy ra. Em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho ông anh em cơ hội. Còn chị bên đây sao? Dạ chị đây thì em thấy được. Quá trời đẹp rồi. Dạ, quá trời đẹp. Quá trời đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em đi với bạn và em gái. Đâu em gái đâu? Em nói dạ, em chào chị Hồng Vân và Linh với vị khán giả. Em là em gái của chị Trang. Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình. Còn anh thì em thấy cũng dễ thương. Chắc em nghĩ là hợp với chị em. Vậy hả? Cảm ơn em. Nghĩ là hợp ha, cảm ơn em. Thôi vậy chắc hợp rồi đó. Thôi. Hai bạn cũng có kinh nghiệm trong tình trường rồi. Mình mở rào đi cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không. Chào em. Dạ em chào anh.
có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em, không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cảm ơn, cảm ơn em. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, là để sẵn luôn rồi đó. Dân chuyển ăn đâu, em biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Để chuyển ăn rồi để anh lo cho, em lo nói chuyện đi. Xuống đây ăn cho nó gọn. Trời ơi, không bỏ tôi một mình ơi ở đây vậy đó hả Linh? Dân nói chuyện đi Dân. Món này em tự làm hả? Dạ, em tự làm, em mới làm tối qua. Rồi, được, ngon. Dạ, em cảm ơn. Em có gì hỏi cho em hỏi trước đi. Thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào. Cảm nhận thấy em cũng như lúc nãy chị Dân nói là xinh. Anh Quỳnh Linh cũng nói xinh, là anh thấy cũng xinh. Dạ, em cảm ơn. Nhà, vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái tưởng tượng của em hay không? Là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, cảm xúc của em thì hình như là cỡ trên 90% rồi. Em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không? Thì em nói để cho bạn yên tâm. Thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy. Thì anh có điều đó hay không? Chung thủy. Người anh thương thiệt sự là anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy. Anh cũng cần người chung thủy. Dạ. Đó, rồi hỏi bạn là với con của mình thì sao? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn, anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Cũng được. Bé em trước, thích gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. Em cũng thích gái. Tại em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Đó, rồi bây giờ sở đoản của mình là gì? Em hát bài tặng bạn gái đi. Dạ đúng rồi anh hát tặng em đi. Em quên hết bài hát luôn rồi. Giờ em tặng em bài thơ ha. Đó, đứng dạ. Lên em đứng lên đi. Hai đứa tạo cái gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không. Tình cờ anh gặp được em, tình cờ anh đã yêu em mất rồi, tình cờ rồi lại tình cờ, tình yêu có phải tình cờ không em? Tình cờ. Được rồi đó, tôi thấy được rồi. Bánh ngon. Hết luôn hả Linh? Hết rồi đó, gửi trả cái dĩa nha. Vừa ăn vừa nghe đọc thơ, tình cờ anh hết cái dĩa này của em. Thôi thấy hai đứa nãy giờ nói chuyện cũng hợp. Bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè, nói anh nghe coi. Dạ cũng rất là thích. Rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên. Bây giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình thực tế rồi. Thì mình cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào. Cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không được thì lúc đó mình là cũng là bạn bè. Thôi hết thời gian luôn. Nãy giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều, anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Đó, cộng cái tay ra. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không, có thể mở lòng mình hay không. Quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm mà nó không ăn. Bên đây người ta bấm rồi đó. Đánh trốn. Em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ. Tôi thấy cái tay cô nè. Em bấm 2 lần hả? Hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm. Nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh, yeah. Một cái dĩa rau câu nha. Còn mở ra, bên đây chưa mở nè, mở ra coi lại gì. Trời ơi, sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy? Có cắt lén rồi cắt bông không? Cái này là bằng pha lê đó. Rồi em ý nghĩa là gì? Em mong muốn điều gì đây? Dạ thì đi tới đây là đi lẻ mà cũng giống như về phải có cặp đôi như cặp chị Nga này. Đó, đi lẻ là như về có đôi đúng không? Dạ. Vậy là em đã tội nguyện rồi đó. Rồi, thôi được. Tất rồi. Hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ
mình hứa gì với cô gái đi. Nếu như chúng ta hẹn hò, chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn, thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này? Nói cho em trai. Yeah, em bữa nay tới đây chương trình này em rất là vui. Cũng rất là vui hơn khi em với bạn này cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau. Em cũng sắp tới đây tương lai sắp xếp thời gian qua Đồng Nai thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm. Giờ có nhớ tên không? Trang. Trang đúng rồi. Còn em anh Quang. Quang nói em rất vui mà mặt em buồn quá. Nên em đến chương trình em rất vui. Em vui dữ lắm. Em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi? Tại có nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó. Ha, được rồi đó. Hung cái ban đầu đi. Trời ơi, sao nóng cái trán gì vậy? Vì là sao? Mình... nâng cầm đồ. Đó. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nắm tay nhau, cố gắng nuôi dưỡng tình yêu cho nó lớn lên ha. Chăm sóc lẫn nhau để chúng ta có thể đi suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn ạ. Em đã có một đời vợ. Em cũng một lần ly hôn lần. À, cô muốn sinh đẻ con, muốn cho cô làm vợ ba con. Con muốn con làm vợ ba con. Từ sau này các cháu nó mới bấm nút này nè. Chị em mình thì gọi là gặp nhau. Bây giờ, chị em mình thì gọi là bắt tay để phấn khởi với chị em. Dạ. Hai bà chú ôm nhau, ôm nhau đó. À, dễ thương hết sức à. Em thương anh đó, em thông cảm cho anh. Tại vì thương anh phải còn thương con anh nữa. Thế là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng. Sau đó là chia tay. Cái nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Tôi là Đào Trọng Xuyên, năm nay 46 tuổi. Quê hương là ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Quê hương thứ hai của tôi là trên Bình Phước. Anh làm công việc gì anh? Dạ, Xuyên? Em làm cao su vườn điều. Rồi, mời chị gái giới thiệu ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào anh chị Cát Tường và em chào quý vị khán giả. Chào anh Nam bên kia, em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Hôm nay em 42 tuổi, em sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của em là quan họ Bắc Ninh. Chị đang làm công việc gì? Em dạy học. Anh có mấy mối tình rồi? Em đã có một đời vợ. À. Và 36 tuổi thì em mới lập gia đình. Anh chị lấy nhau bao lâu? Em lấy nhau được 3 năm, được có một cháu đấy ạ. Lớn chưa anh? Cháu được 9 tuổi, quen nhau được có 1 năm thôi. Lúc đó là cũng là cái tình thương nhiều chứ không phải là tình yêu. Hiện tại là con trai anh ở với anh hay là... Dạ, ở con với... trai là đang ở với em. Dạ, mình còn liên lạc với chị nhà không anh? Dạ không ạ, cô đã có chồng rồi. Nghĩa là ly dị là cũng 4 năm nay rồi. Khi mà chị nghe hoàn cảnh anh vậy thì chị cảm nhận như thế nào? Em cũng một lần cũng ly hôn một lần rồi. Chị có cháu nào chưa? Em có một cháu học lớp 11 rồi. À, trai cháu hay trai gái? Cũng cháu trai luôn. Dạ, đang ở với em. Thế là mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ, cũng được 5 năm rồi, em sống được 13 năm. Trước em dạy huyện Vĩnh Cửu xa, xong rồi anh cứ bắt sinh đứa nữa rồi anh chẳng chịu làm việc nhà. Anh thầu xây dựng, anh làm 4-5 công trình biệt thự. Em làm hết các việc nhà. Sau anh ấy lại đi cặp bồ với người ta thì lại có thai. Thôi, mình bỏ qua những chuyện buồn đó đi nha. Bây giờ mình bắt đầu một cái tương lai mới, một hạnh phúc mới nha. Con trai phát biểu vài câu đi nè. Hôm nay con thấy vui không? Dạ có. Rồi bây giờ thí dụ như ba con mà kiếm cho con thêm một người mẹ khác, một người mẹ mới để chăm sóc con, lo cho con chịu không? Dạ có. Con thấy cô này như thế nào? Dạ cô cũng rất xinh đẹp, con muốn cho cô làm vợ ba con. Con muốn con làm vợ ba con hả? Cô cảm ơn cháu. Một,
2 3 Bấm, bấm. Nắm hai tay thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Đúng rồi. Em vẫn nghe hay nghe. Bây giờ không có nói nhiều nữa, hôn nhau ôm luôn. Hôn má đó. Con, cầm micro lên cô hỏi con vài câu. Con lên đây. Lên đây đi con. Đứng đây với cô nha. Rồi, con thấy sao? Con thấy rất là vui khi có được một người mẹ hiền. Mẹ mới. Giờ con nhìn thẳng đó, con nhìn thẳng vào đây nè, con kêu ba mẹ thử coi được không? Ba mẹ, ba mẹ. Con, cảm ơn con nha. Em là Nguyễn Thị Thanh Thảo, đến từ Đắk Lắk ạ. Năm nay em 39 tuổi. Việc, công việc hiện tại của em là đang buôn bán tại nhà. Bán gì vậy Thảo? Dạ bán trước cổng trường anh Linh. Bánh kẹo trái cây này kia ha. Dạ. Mời bên đàn trai. Em tên là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay 39 tuổi, quê ở Ninh Bình. Thì gia đình đang sống ở Thủ Đức và hiện tại là nhà đang ở Di An Bình Dương. Em làm nghề công việc gì? Dạ em làm bên kinh doanh bất động sản. Thảo ơi. Dạ. Em cho bên đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên của em sao Thảo? Dạ đường tình duyên của em thì em cũng có một mối tình rồi. Là em quen anh đó được 3 năm thì em mới phát hiện anh đó đã có vợ rồi. Cho nên là hai đứa đồng ý chia tay trong vui vẻ để không bị ảnh hưởng tới hai bên. Coi như là không may mắn lắm trên đường đời đúng không? Rồi, xin mời Tuấn. Đường tình tiên thì cũng có được làm mai làm mối. Quen được 6 tháng thì cũng đã tới kết hôn. Cũng kết hôn được 6 năm, cũng có được một bé trai. Bé trai năm nay thì cháu được học lớp 2 thì cũng đang ở với bố. 6 năm mà sao tới đi đến chia tay? Dạ, thì nói chung là trong cuộc sống thì mỗi một người một cái công việc khác nhau. Cho nên là có những cái trở ngại về thời gian chăm sóc cho gia đình. Em thì nói chung là rất là chu đáo về vấn đề chăm sóc nhà cửa gia đình. Thì người bạn gái kia thì cũng hơi có một chút gọi là nghiêng về vấn đề đi làm ăn nhiều quá, dẫn tới là không lo toan chu đáo được trong gia đình thì dẫn đến xa nhau ra. Mình phải rút ra một cái kinh nghiệm nào đó để có thể mình sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình với cái mối tình kế tiếp ha. Thảo ơi, em có ngại gì khi một người đàn ông đã có gia đình rồi nhưng mà đã chia tay rồi không? Dạ không ạ, trong đăng ký của em có ghi là tìm một người đàn ông đã đổ vỡ trong hôn nhân. Tại vì họ như thế thì họ đã rất là hiểu trong cái chuyện cuộc sống hôn nhân, họ sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn ạ. Bây giờ sẵn có đàn gái đó, bắt coi như là gì đàn trai nói gì với đàn gái đi, nếu mà tụi nó đồng ý thì mình tiến tới gì đó. Đó, hay hai bà xu gia trời ơi. Dễ thương quá. Dạ chị. Dạ. Thì các cháu bây giờ nó gặp hợp nhau. Dạ. Thì thôi bây giờ về sau này các cháu nó bấm nút này là chị em mình thì gọi là gặp nhau. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ thì còn đi lại nhau nhiều. Dạ. Bây giờ thì thôi chị em mình thì gọi là bắt tay để phấn khởi với chú ông. Dạ. Hai bà xui ôm nhau, ôm nhau đó. Dễ thương hết sức à. Đi coi. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi hai bà chú tương lai đứng tám đó chị. Đến nhau nhau. Dạ dạ. Bắt tay nhau. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn chị. Không biết hai đứa trên đây có hợp nhau không chứ hai bà chú hợp rồi đó. Rồi đó Tuấn. Bắt đầu đi. Chào em. Anh đến đây thì cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Đây là món bó bông đầu tiên người đàn ông đầu tiên tặng cho em. Anh tưởng tượng hình như họ gặp đâu hồi đó tới giờ rồi. Đúng rồi. Hình như trong giấc mơ họ đã gặp nhau và họ nắm tay nhau, họ hát cùng nhau rồi. Hai con tim họ đã cùng chung nhịp đập rồi. Dạ, em giống như là người thất lạc của em bao nhiêu năm, năm nay giờ em mới tìm được ạ. Dạ, em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983. Quê em ở Cà Mau, hiện tại em làm công việc ở quận 3. Công việc của Toản là gì? Dạ em kinh doanh bên mà nhà hàng khách sạn á, em là chủ, em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Rồi bây giờ mời chị. Thì em tên là Võ Thị Lan Anh, hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở Tân Phú, giáp Tân Bình. Em xin lỗi, em quên chào anh bên kia. Dạ dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Em đã trải qua những cái mối tình thế nào rồi? Đi học xong thì em nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm. Về thì có mấy tháng là em đi coi vợ, em cưới vợ em luôn. Nên em không có trải qua mối tình nào hết. Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay. Có mấy đứa con? Dạ có một bé gái, hôm nay 10 tuổi anh. Lý do gì mà 11 năm mà cũng phải chia tay vậy? Tánh người thì gì, tánh người khác nên không có hợp nên chia tay.
Rồi con gái 10 tuổi ở với ai? Dạ ở với em. Ở dưới quê với học với quê với bà nội thì mới nghỉ hè em bước lên đây được khoảng hơn tháng. Ôi chia sẻ với em điều đó ha. Chị chia sẻ về tình duyên của mình ha. Về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi, cũng chưa có con gì hết. Thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm. Thì nói về lý do chia tay thì thật sự là hai người có thể là không tìm được tiếng nói chung. Trong 4 năm đó không có ai tiến tới hoặc là không có ai tán tỉnh mình hay sao chị? Nói chung là trong 4 năm đó thì cũng có. Giả sử như hai người người ta tìm hiểu mình đi, rồi mời đi uống cà phê. Cái bữa đầu đi thì cũng như thủ tục vậy đó, cũng hỏi thăm làm quen rồi đó. Cái qua bữa thứ hai, cái ngồi cũng uống cà phê, cái tự nhiên người ta có thái độ mà vui lắm. Không biết là bây giờ còn không, nhưng mà cái thời của Lan Anh đó là uống xong nói em ơi anh mệt quá cái bài này quen quá muốn đi ngủ. Cái lúc đó là anh kêu vậy thôi anh về anh ngủ đi là coi như xong rồi đó. Dạ. Hoặc là người ta không hỏi anh đi ngủ nữa mà nói là em ơi anh muốn có một cái không gian nào đó chỉ có hai đứa mình thôi. Tự nhiên cái đang nói chuyện mới quen bữa đầu bữa sau, tự nhiên người ta đưa ra một cái hướng mà cảm thấy có thể là người ta nghĩ mình đã từng lập gia đình rồi, người ta nghĩ mình dễ dãi như thế nào đó, cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị dị ứng. Dạ em đi với cháu em với con em. Con tên là gì? Con tên em gì? Tên Trúc. Con cảm nhận gì cô Lan Anh sao? Thấy cô Lan thì bao giờ đánh con không? Dạ cũng có. Đánh mạnh không? Dạ. Chị có muốn nói vài câu gì với bé Trúc không? Nói chung là cô chào con, chào luôn cả cháu của anh Toản. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ con đồng ý. Rồi con thấy cô sao? Dạ cô hiền. Cô hiền hả? Nếu cô nói với con là cô không có hiền, con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con có đến được với nhau thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con, được không? Dạ. Bắt đầu đi Toản. Anh chào em. Nay đến chương trình anh có làm hai món quà anh để tặng cho em. Rồi, em rất cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương và rất là đẹp. Trời ơi anh khéo tay quá nè. Dạ thì để đáp lại cái tình cảm anh dành cho em, đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu về trái tim. Anh gặp em rất là vui. Chưa khi mở gào á, anh nghĩ em không có đẹp cả vậy, mà khi mở gào ra em là rất là đẹp. Em cảm ơn lời khen của anh. Nên thương em thương anh á, thì em cũng thông cảm cho anh. Tại vì thương anh phải còn thương con anh nữa. Thì những điều anh chia sẻ và em cũng nói rồi, em và anh có một cái điểm chung đó là phải biết quan tâm lẫn nhau. Nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hẳn bấm nút. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng chị. Mình nắm tay nhau đi. Con có muốn lên sân khấu với ba với cô không? Năm người này chụp đám cưới luôn nè. Ba người mình sẽ là một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Sớm báo tin vui nha. Em tên là Trần Kim Thấm, năm nay em 33 tuổi ạ. Hiện tại sống ở thành phố, ở quê ở miền Tây là Bạc Liêu đó anh. Bạc Liêu? Dạ. Thấm ở thành phố, Thấm làm gì? Dạ hiện tại em là trưởng bộ phận kinh doanh của công ty Kềm Nghĩa. Còn bạn trai giới thiệu đi. Mình tên là Lương Văn Hợp, 37 tuổi, quê quán ở Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty về sản xuất bao bì giấy ở bên Bình Tân. Đường tình duyên của em thì nó không được đẹp lắm. Tức là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng, sau đó là chia tay. Đăng ký kết hôn rồi có 2 tháng phải chia tay nhau vậy? Bạn gái lúc đó thì có mẹ với bà ngoại là bệnh nặng, là muốn an tâm về con, về cháu gái vậy đó. Thì bạn gái đề nghị với em là sẽ làm đám cưới xong thì lại trở về bình thường. Em thì em nghĩ là nếu mà có thể được thì cũng ổn định luôn, nhưng mà nó cảm giác là nó miễn cưỡng, nó không ổn. Ủa tụi em quen nhau lâu không mà đàn gái có thể đề nghị cái điều đó? Khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Quen có 2-3 tháng thôi? Dạ. Cũng chủ động, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi là rõ ràng là như vậy rồi. Rồi, coi như mà lỡ một lần đò. Vậy còn Thắm, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có 4 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì em có đính hôn, nhưng một năm thì mình chia tay, mình cảm thấy không hợp. Sau đó thì mình cũng quen một vài bạn trai. Và mối tình gần đây nhất đó là mình mới chia tay được gần một năm. Và lý do mình chia tay là mình không cảm nhận được sự quan tâm từ người bạn trai. Người bạn trai không bao giờ hỏi mình đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, đi chơi với ai, đi mấy giờ về. Mình cảm thấy nó quá lạnh, cho nên là sau 3 năm mình quyết định chia tay.
Vậy còn cái lần đính hôn đầu tiên, tại sao mình đính hôn rồi mà cuối cùng mình không tiến tới? Cái đó là khoảng cách, tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách cho nên mình chia tay. Yêu xa. Dạ vâng, đúng rồi. Bắt đầu đi. Đó, không gian này là của hai bạn. Dạ, xin dạ. Tặng em một dạ, hoa. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hoa đẹp quá. Dạ. Anh xin tặng một món quà này nữa. À, đây là chiếc khăn quàng cổ. Anh rất trân trọng mối quan hệ ngày hôm nay. Dạ vâng. Đó là ý nghĩa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Em bảo nha, đây là một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cái nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Anh cảm ơn tặng cho. Đây quà, đây là một chiếc khăn hả? Dạ. Anh có thể anh, cột à, đây em cầm luôn cho em phủ cho. Ừ, nhiệm vụ của em là vậy mà. Đây đây. Trời ơi, chọn cái khăn màu cũng tinh tế nữa. Cái gu của thẩm mỹ ông này là tôi chịu rồi đó. Anh chưa có khăn cho ai và cũng chưa có khăn cho mình. Thế nên... Đúng rồi. Anh sẽ cột thế này thôi nhé. Đám cưới em làm dâu phụ được hết Thư. Sao vậy anh? Đám cưới làm dâu phụ á. Dạ. Anh làm rể phụ cho. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Được, anh cảm ơn. Anh ngồi đi, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Ừ, tự nhiên như ở nhà. Anh thắt khăn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn anh. Về vấn đề hôn nhân á, dự định đến khi nào anh có thể lập gia đình đám cưới? Theo anh nghĩ khoảng 3 tới 6 tháng. Thời gian có thể nhiều hơn nhưng mà bằng cách không để thời gian kéo dài anh sẽ làm cho nó cấp tốc hơn. Dạ. Còn một quan niệm em muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử trước hôn nhân? Nói thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều nhiều ý kiến nhưng mà quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Về cơ bản trong một người con trai với một con gái thì nói về trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội thì cái người đàn ông phải là nhiều hơn. Và trong việc sống thử khi mà nó không thành công á, cái người đàn ông lúc đó họ không còn trách nhiệm gì với cái phía bên kia. Mình cảm giác là nó không ổn lắm. Anh mà có con gái thì anh sẽ không thích chuyện đó. Vì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau thế nào. Thực ra em chứng kiến rất là nhiều bạn bè em quen nhau, cưới nhau rồi sau đó hôn nhân tan vỡ vì chưa hiểu nhau thật sự, chưa chấp nhận được những cái thói xấu hoặc là những cái điều không tốt của nhau. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà tìm hiểu nhau nó thực tế hơn đó. Không nhất định cứ phải sống thử, tức là mình sẽ có nhiều cách để tìm hiểu nhau. Trước đây không cần sống thử, họ cũng tìm hiểu nhau, họ cũng hạnh phúc vậy, tại sao cứ phải sống thử? Mà rất là nhiều nơi họ cũng văn hóa khác mình, họ cũng sống thử liên tục đó chứ. Nhưng mà họ cũng chắc gì đã hạnh phúc hơn mình đâu. Anh không có phủ nhận cái chuyện là cái tác dụng của nó, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có nhiều cách lựa chọn tốt hơn là cái việc đó. Em á, cá nhân em á, em tôn trọng cái điều đó. Và cái điều đó nó giúp em hiểu được sâu hơn cái người mình chọn làm chồng. Và quyết định của mình nó xứng đáng để mình chọn. Đúng là hồi trưa ông bà chúng ta nói là không có nên ăn cơm trước kẽn. Nhưng mà với cái thời bây giờ và cái xã hội hiện tại, em nghĩ điều đó để giúp người ta hiểu sâu hơn, nhiều hơn với nhau, để tránh những cái sau này hối hận là vì ngày xưa tôi chưa hiểu anh, vì ngày xưa tôi chưa biết anh, vì ngày xưa tôi chưa biết tật này của anh nên tôi hối hận. Những cái câu đó nó rất đơn giản nhưng nó sẽ găm vào tim gan của người khác. Thực sự là anh không dám phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chỉ có điều anh thấy nó sao sao á. Sao sao? Nếu mà chưa lập gia đình mà bây giờ chính thống mà tuyên bố là hai người sống thử với nhau thì anh nghĩ là anh sẽ không dám. Cái chuyện sống thử nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là mình có yêu thương nhau không. Dạ, đúng. Bây giờ cưới nhau giống như anh, cưới nhau mới có 2 tháng à, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng xem lại. Một cuộc hôn nhân mà sống thử, người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ. Vẫn là phụ nữ. Ví dụ người hiểu chuyện đó, cô đó yêu anh đó mấy năm trời rồi thôi chia tay. Người không hiểu chuyện người ta nói trời ơi con nhỏ đó sống với thằng đó bao nhiêu năm còn cái gì nữa. Người thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Con ông có thể sống thử cô này, sống thử em 6 tháng rồi xong yêu cô khác sống thử 1 năm, vẫn có thể lấy vợ hoài hoài. Cái thời gian mà tìm hiểu á là giấu, anh yêu giấu, em yêu giấu, giấu hết đó. Nhưng sống thử thời gian lòi ra hết à. Bởi vì sao? Đàn ông sợ một cái điều duy nhất, hai từ: trách nhiệm. Giống như em đã nói rồi á, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau là một chuyện. Vì khi sống với nhau á là phải dung hòa. Vì anh tốt cái này nhưng mà em không tốt thì anh phải thông cảm với điều đó. Tại vì con người không có ai hoàn hảo cả. Và em không hề muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo. Em muốn tìm một người biết chăm sóc và chia sẻ. Người đàn ông biết chăm sóc, chia sẻ mới mang đến cái gia đình hạnh phúc. Chứ thật sự tiền không mang đến trong gia đình mình hạnh phúc.